Kính thưa quý vị, eo biển Đài Loan vẫn luôn là tâm điểm đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Nguy cơ xung đột ở đây chưa bao giờ giảm bớt. Bất kể chiến sự nổ ra ở các nơi trên khắp thế giới, Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết cho cuộc tấn công Đài Loan vào năm 2027. Mặc dù lãnh đạo Trung Quốc gần đây tuyên bố rằng Trung Quốc không có lịch trình nào để xâm chiếm Đài Loan từ năm 2027 đến năm 2035. Tuy nhiên, điều này vốn mâu thuẫn với kế hoạch chuẩn bị tấn công Đài Loan vào năm 2027 của Bắc Kinh. Không rõ Trung Quốc có lịch trình cụ thể hay không, nhưng quả thật, người ta đang tận mắt chứng kiến Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển các thiết bị quân sự tấn công. Đáng chú ý nhất là việc đóng tàu sân bay thứ 3 Phúc Kiến. Điều này khiến mọi người đặc biệt chú ý đến tốc độ bổ sung tàu hải quân và đóng tàu sân bay mới của Trung Quốc. Các chuyên gia thì vẫn luôn phỏng đoán liệu Trung Quốc có sẵn sàng cho cuộc tấn công nhắm vào Đài Loan năm 2027 hay không. Trước tình hình căng thẳng này, Đài Loan luôn mấp mé trên bờ vực chiến tranh mà chưa biết khi nào xảy ra. Vậy nên nhiều ông lớn trong ngành công nghệ cao của Đài Loan đã tìm đến Việt Nam để phòng rủi ro chính trị. Chúng ta cũng biết Đài Loan định vị là một trong những mắt xích quan trọng bậc nhất của chuỗi cung ứng sản xuất hàng hóa cao cấp toàn cầu, đặc biệt là với ngành điện tử và chất bán dẫn. Nhưng giờ đây, Đài Loan đang có xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng này. Vậy vì sao các công ty Đài Loan lại nhắm đến Việt Nam? Việt Nam chúng ta có những gì mà khiến các ông lớn lại dịch chuyển từ Đài Loan sang Việt Nam của chúng ta? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng Đài Loan lại chiếm thế gần như độc quyền trong một lĩnh vực công nghệ được coi là mạch sống của nền kinh tế thế giới vào thế kỷ 21. Công nghệ bán dẫn đang tạo ra đến 5,6% giá trị gia tăng cho kinh tế toàn cầu. Như hãng tin tài chính Mỹ Bloomberg ngày 10 tháng 1 năm 2024 đã thẩm định, nhờ vào một vị trí chiến lược về địa lý, eo biển Đài Loan với chiều rộng chưa đầy 200 km lại là nơi mà 48% các tàu chở hàng của thế giới phải đi qua đây để đưa hàng hóa từ các nhà máy của Trung Quốc đến tận các hải cảng của Âu Mỹ. Một cuộc xung đột vũ trang trong vùng biển này tai hại gấp bội so với tất cả những gì mà thế giới đã trải qua từ trước tới nay. Vì các hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ của Đài Loan và Trung Quốc với phần còn lại của thế giới sẽ bị gián đoạn, mà thậm chí các nước trong vùng từ Nhật Bản đến Úc cũng sẽ bị vạ lây. Nghiên cứu của Bloomberg chỉ ra rằng 80% giao thương của Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN sẽ sụt giảm trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Toàn bộ giao thương Mỹ-Trung bị đóng băng, kinh tế Đài Loan hoàn toàn sụp đổ, gần 17% GDP của Trung Quốc cũng sẽ bốc hơi và 6,7% GDP của Hoa Kỳ tan thành mây khói. Bắc Kinh sẽ không dại để khai hỏa vào một nguồn cung cấp chip điện tử bảo đảm hơn 50% thị trường của toàn cầu, một lĩnh vực mang tính sống còn ngay cả với các tập đoàn Trung Quốc. Thế nhưng, lá bùa hộ mạng đó của Đài Loan xem chừng cũng có giới hạn. Trước chiến lược bao vây o ép của Trung Quốc, lãnh đạo các công ty công nghệ Đài Loan đang cho thấy họ có ý định dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, nhất là Việt Nam hoặc Thái Lan. Theo báo SCMB, Việt Nam được đánh giá cao nhờ chi phí thấp và cơ sở hạ tầng giao thông đang phát triển. Như CEO của công ty máy tính Acer, Eric Cao cho rằng, chuỗi cung ứng đang dịch chuyển khỏi Đài Loan, họ sẽ đến Việt Nam hay Thái Lan hoặc một nơi nào khác. Chúng tôi đang đi theo xu hướng. Ngay khi chúng tôi thấy có rủi ro, chúng tôi sẽ bắt đầu đa dạng hóa. Chúng tôi có cơ sở lắp ráp địa phương ở các nước như Ấn Độ và Indonesia. Vì vậy, nếu có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi có thể chuyển sang các nhà máy đó. Là tập đoàn sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, Acer đứng thứ 5 trong số các nhà cung cấp máy tính cá nhân lớn nhất thế giới tính theo doanh số. Theo SCMB, Acer với 7.725 nhân viên và doanh thu là 7,47 tỷ USD năm 2023 đang gia nhập nhóm các ông lớn công nghệ Đài Loan trong xu hướng chuyển dịch sang Nam Á và Đông Nam Á trong những năm qua, hơn là chọn mở rộng quy mô tại hòn đảo này hay mở rộng tại Trung Quốc. Trong 40 năm qua, ngành công nghệ trị giá 130 tỷ USD của Đài Loan là nguồn cung cho thế giới các sản phẩm máy tính cá nhân, điện thoại, các thiết bị điện tử tiêu dùng cùng với các linh kiện trong việc sản xuất máy tính xách tay. Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia thuận lợi nhất hiện nay do chi phí lao động thấp hơn, cơ sở hạ tầng đang được cải thiện và thị trường nội địa đang phát triển. Báo SCMB nhận định ngành công nghệ của Đài Loan phải đối mặt với những thay đổi chính trị toàn cầu
nảy sinh kể từ cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu vào năm 2018. Luật pháp Mỹ hiện hạn chế việc Trung Quốc tiếp cận các linh kiện nhạy cảm. Cùng lúc đó, các công ty Đài Loan cũng đang nỗ lực đa dạng hóa hoạt động sản xuất ra bên ngoài Đài Loan nhằm phòng ngừa xung đột với Trung Quốc, khiến những mặt hàng của Đài Loan khó xuất khẩu sang nước ngoài. Trước năm 2018, các công ty Đài Loan thường chọn Trung Quốc để làm việc tại nhà máy. Trung Quốc có lợi thế, đất đai và lao động tương đối rẻ, chuỗi cung ứng vững chắc và thị trường nội địa rộng lớn để kinh doanh sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều công ty cũng cho biết một số khách hàng có thể yêu cầu các nhà cung cấp Đài Loan di rời để tránh rủi ro địa chính trị và giảm chi phí vận chuyển. Quản lý sản phẩm cấp cao Tony Wang của Sigration, một công ty thiết kế hệ thống điện tử xe hơi Đài Loan, cho biết doanh nghiệp này đang nghiên cứu cách hoạt động tại Việt Nam. Theo ông Wang, công ty có 600 công nhân này đã mở 2 nhà máy tại Trung Quốc và 1 nhà máy tại Mỹ để phòng trường hợp khách hàng Mỹ không cho chúng tôi xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu khách hàng muốn sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc, chúng tôi có thể làm nó ở Trung Quốc. Và nếu họ muốn nó được sản xuất ở Mỹ, chúng tôi có thể sản xuất ở Mỹ. Ông Wang nói thêm, đồng thời chỉ ra biên giới Trung Quốc-Việt Nam có thể mang lại thuận lợi về mặt địa lý cho các chuyến hàng. Báo SCMB nhận định, Việt Nam đang được đánh giá cao nhờ chi phí thấp và cơ sở hạ tầng giao thông đang phát triển. Theo cơ quan đánh giá đầu tư Đài Loan, doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 15 năm và được chấp thuận đầu tư 1,23 triệu USD trong khoảng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Nhà sản xuất linh kiện điện tử Quanta Computer của Đài Loan vào năm 2023 đã ký một thỏa thuận cho việc bắt đầu sản xuất tại Việt Nam. Đối tác lắp ráp iPhone của Apple, Foxconn, Technology cũng đang hoạt động tại đây. Việt Nam có tiềm năng nhiều hơn các quốc gia còn lại, bởi mới đây, Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của HCBC đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành thị trường công nghệ số lớn thứ hai ASEAN vào năm 2030. Tình hình kinh tế Việt Nam cũng được cải thiện. Theo báo cáo mới, quốc gia Đông Nam Á này vẫn duy trì tiến độ phục hồi khỏi suy thoái thương mại. Theo báo cáo vừa phát hành mang tên Việt Nam at Glancy khai mở tiềm năng công nghệ số của một bộ phận nghiên cứu toàn cầu HSBC, Việt Nam được dự báo có tiềm năng trở thành nền kinh tế số có quy mô lớn thứ hai Đông Nam Á vào năm 2030. Theo nghiên cứu này, sự sôi động trong đầu tư liên quan đến công nghệ số đang diễn ra ở Đông Nam Á. Điển hình, Microsoft đã công bố nhiều khoản đầu tư tại Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tại Việt Nam, Alibaba dự định xây một trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng về công nghệ số. Theo báo cáo của nghiên cứu toàn cầu HSBC đã đề cập, với sự quan tâm lớn dành cho nền kinh tế số đang lên của Việt Nam, cùng dân số hơn 100 triệu người, với tỷ lệ trong độ tuổi lao động gần 70%, HSBC nhận thấy tiềm năng mạnh mẽ đối với tiêu dùng công nghệ số tại đất nước này. Trước đó, báo cáo về kinh tế điện tử khu vực Đông Nam Á Economy SEA năm 2023, Việt Nam là nền kinh tế số phát triển nhanh nhất ở ASEAN với tốc độ tăng trưởng ấn tượng là 20%. Xét về tổng giá trị giao dịch, Việt Nam có tiềm năng để trở thành thị trường công nghệ số lớn thứ nhì khu vực vào năm 2030, chỉ đứng sau Indonesia, và kỳ vọng sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi hệ sinh thái thương mại điện tử phát triển, được hỗ trợ bởi tập khách tiêu dùng đang gia tăng. HSBC lưu ý, không chỉ có thuận lợi về nhân khẩu học, sự gia tăng nhanh chóng số lượng người dùng Internet của Việt Nam cũng giúp mở rộng thị trường công nghệ số. Hiện nay, Việt Nam có gần 80% dân số sử dụng Internet nhờ tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh đã tăng hơn gấp đôi so với cách đây hơn một thập kỷ. Xét về kỹ năng và nhân tài trong lĩnh vực số hóa, theo HSBC, Việt Nam vẫn đang đi sau các nước khác, hạn chế cơ hội tận dụng lợi thế số hóa. Tuy nhiên, điều đáng khích lệ là chính phủ nhận thức rất rõ những thách thức trên và đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ chuyển đổi số của nền kinh tế. Theo chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam hướng tới xây dựng 3 trụ cột gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chiến lược quốc gia này đã mở rộng nhiều cơ hội trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, tỷ lệ hiểu biết về số hóa còn tương đối thấp ở nhóm cư dân nông thôn và trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến cuối năm 2021, Việt Nam có hơn 27.000 hợp tác xã nông nghiệp, nhưng mới chỉ khoảng 2.000 trong số đó ứng dụng công nghệ cao và công nghệ số trong sản xuất. HSBC cho rằng, triển vọng dài hạn của Việt Nam chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. FDI duy trì đúng tiến độ để duy trì đà tăng trưởng từ năm 2023. FDI đăng ký mới từ đầu năm tới nay tăng trưởng 2 con số. Các dòng vốn gia nhập tập trung trong lĩnh vực sản xuất và bất động sản,
một minh chứng cho thấy sức hấp dẫn đầu tư của Việt Nam với nhiều nhà sản xuất chính là Bandora, một thương hiệu trang sức đã bắt đầu khởi công xây dựng một nhà máy với tổng trị giá 150 triệu USD ở Bình Dương. Chính vì vậy, khi kinh tế tăng trưởng vượt trội, đặc biệt là công nghệ, Việt Nam thu hút FDI nước ngoài, đặc biệt là sự chuyển dịch từ Đài Loan, quan hệ hợp tác kinh tế đầu tư thương mại Việt Nam và Đài Loan đã phát triển tích cực và ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp Đài Loan trong khu vực ASEAN cũng như trên thế giới. Như trong năm 2023, nguồn vốn đầu tư từ Đài Loan đạt 2,2 tỷ USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2022. Tính lũy kế, Đài Loan đứng thứ 4 trên 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với gần 3.200 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 39,5 tỷ USD. Đài Loan cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam. Đài Loan là một nền kinh tế lớn, có trình độ công nghệ kỹ thuật cao. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp lớn của Đài Loan đều đã có hiện diện đầu tư tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao những đầu tư có chất lượng của doanh nghiệp Đài Loan trong suốt chặng đường vừa qua. Doanh nghiệp Đài Loan đã tăng cường chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường hỗ trợ đào tạo lao động tay nghề cao, tạo điều kiện để hình thành chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, hầu hết các tập đoàn điện tử lớn của Đài Loan như Foxconn, Wistron, Quita, Bagatron, Comba Quanta đều đầu tư vào Việt Nam và đây là tín hiệu đáng mừng cho quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trong những năm gần đây, bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những khó khăn của kinh tế toàn cầu, quan hệ kinh tế thương mại hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đài Loan tiếp tục tăng trưởng. Trong khi đầu tư toàn cầu có xu hướng giảm thì năm 2023, đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam vẫn đạt con số trên 2,7 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2022. Những con số này cho thấy đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam sẽ tiếp tục xu thế tăng trong những năm tới. Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng trong xu thế dịch chuyển chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghệ cao. Bên cạnh đó, định hướng chuyển đổi số và xây dựng kinh tế xanh của chính phủ Việt Nam cũng là một trong những yếu tố tích cực để các nhà đầu tư của Đài Loan phát huy được thế mạnh khi đầu tư vào Việt Nam. Các chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam cũng ngày càng hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Đài Loan nói riêng. Đặc biệt, Việt Nam thu hút Đài Loan bởi Việt Nam được đánh giá là nằm trong một khu vực nơi mà một số quốc gia vẫn dễ bị bất ổn chính trị và kinh tế. Việt Nam đã được hưởng lợi từ chính phủ và cấu trúc xã hội ổn định, trở thành một địa điểm lý tưởng để đầu tư vốn. Sau 40 năm hòa bình và phát triển, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến đầu tư tin cậy của nhiều quốc gia do sự ổn định và nhất quán về chính trị. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để các doanh nghiệp FDI lựa chọn đầu tư vào Việt Nam là vấn đề an ninh. Trong khi đó, Đài Loan được xem là tình hình bất ổn. Bất cứ lúc nào cũng có thể có một cuộc đụng độ với Trung Quốc. Để giảm rủi ro thì Việt Nam chính là môi trường ổn định nhất để Đài Loan lựa chọn. Đài Loan cũng lựa chọn Thái Lan. Tuy nhiên, xét về tình hình chính trị, Bangkok đang đánh mất hào quang kinh tế. Khác với Việt Nam, Thái Lan không tranh thủ được xung khắc Mỹ-Trung Quốc để thu hút đầu tư nước ngoài. Quyền lực trong tay tập đoàn quân sự từ năm 2014, những rạn nứt trong hàng ngũ quân đội, thái độ thân Bắc Kinh khiến Bangkok đang mất lợi thế của một con rồng châu Á. Kinh tế là phông nền trong chương trình của đảng More Power. Đảng này chủ trương dỡ bỏ các đại tập đoàn trong tay của doanh nhân Thái gốc Hoa, mà chính thành phần này thống lĩnh cỗ máy kinh tế Thái Lan. Có từ 70 đến 80% dân số Thái Lan là nông dân. Dù vậy, các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ và phát triển rất mạnh. Hiện tại, quốc gia này đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Du lịch Thái Lan, động lực chính đem lại tăng trưởng và đem hơn 10% GDP thì đang bị Việt Nam qua mặt. Về công nghiệp, Thái Lan lâu nay được mệnh danh là chiếc nôi của ngành sản xuất xe hơi Đông Nam Á, thì nay đang bị Indonesia cạnh tranh, nhất là trong lĩnh vực sản xuất xe điện. Do Indo giàu các kim loại hiếm cần thiết để chế biến các bình điện. Hai thí dụ đó cho thấy Thái Lan đang trong thế kẹt và những khó khăn kinh tế đang ở phía trước. Thêm vào đó, khác hẳn với trường hợp của Việt Nam, Thái Lan đã không tận dụng được tình thế trong cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung. Các doanh nghiệp nước ngoài trên con đường đi tìm đến những bãi đáp mới thay thế Trung Quốc đã không mấy chú ý đến Thái Lan, như là họ đã quan tâm đến Việt Nam. Đằng sau những vấn đề kinh tế đó thì còn có khá nhiều hệ quả về mặt xã hội và chúng tác động nhiều đến các tầng lớp trẻ. Tương tự như Trung Quốc, nhiều thanh niên Thái Lan có bằng cấp cao nhưng họ không tìm được việc làm xứng đáng. Thất vọng và bất mãn đó nuôi dưỡng tinh thần bài chế độ quân chủ ở Thái Lan.
Theo như Ngân hàng Thế giới, dự đoán GDP Thái Lan năm nay tăng 3,6% và tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với thành tích 5% trong suốt giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2008. Năm 2021, dưới tác động của đại dịch Covid, kinh tế Thái Lan tụt giảm xuống mất hơn 6%. Xét về chỉ số phát triển của người Thái Lan bị sụt hạng trong 3 năm liên tiếp, cơ quan thẩm định tài chính S&P và Ngân hàng Phát triển Châu Á trong báo cáo gần đây nhất ghi nhận kinh tế Thái Lan phục hồi chậm, dân số Thái Lan đang trên đà lão hóa, lực lượng lao động có khuynh hướng sụt giảm từ 2 năm trở lại đây. Vị trí con rồng châu Á của nước này càng lúc càng bị một số đối tác khác trong ASEAN mà đứng đầu là Việt Nam thách thức. Thái Lan cũng đang rơi vào thế phải chọn phe trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đồng thời, tránh để biến mình thành một sân sau của Trung Quốc trên bàn cờ thương mại. Vậy nên, đối với Đài Loan, Việt Nam vẫn là lựa chọn tốt hơn so với Thái Lan. Chính phủ Việt Nam ổn định hơn Thái Lan rất nhiều vì Việt Nam là một nhà nước duy nhất một đảng, được điều hành bởi sự lãnh đạo tập thể của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước. Chính sách được Đại hội Đảng quy định 5 năm một lần và được điều chỉnh 2 lần một năm bởi các cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương, Chính phủ và các cơ quan nhà nước khác có trách nhiệm thực hiện chính sách. Quốc hội có quyền thông qua, sửa đổi hiến pháp và luật, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia như chính sách đối nội, đối ngoại, kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chủ tịch nước với tư cách là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện và quản lý các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của các cơ quan nhà nước. Các bộ chịu trách nhiệm thực thi quyền lực nhà nước trong ngành lĩnh vực nhất định. Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện, xã điều hành các công việc quản lý trên phạm vi địa bàn hành chính của mình, quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động hàng ngày của các cơ quan nhà nước ở địa phương và thực hiện các chính sách của Hội đồng Nhân dân và các cơ quan nhà nước cấp trên. Thời gian gần đây, Việt Nam được các nhà đầu tư coi là điểm sáng trong ASEAN nhờ chính trị ổn định, tăng trưởng kinh tế bền vững, lực lượng lao động dồi dào, thị trường rộng lớn, thu nhập bình quân đầu người ngày càng gia tăng, hội nhập quốc tế sâu rộng, ưu đãi cạnh tranh cộng với vị trí địa lý trung tâm Đông Nam Á. Việt Nam hiện có 32.000 dự án trị giá 378 tỷ USD từ 136 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thời điểm trước đó, trong khi các nước trên thế giới vẫn đang chiến đấu chống đại dịch COVID-19, Việt Nam đã trở lại các hoạt động kinh doanh bình thường và trở thành một trong những quốc gia đầu tiên đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Đài Loan, đang coi Việt Nam là một điểm đến đầu tư tiềm năng trong giai đoạn hậu COVID-19. Tóm lại, Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho Đài Loan trong thời gian tới, từ chi phí lao động thấp, vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng và tiện ích hỗ trợ, đảm bảo, đặc biệt là ổn định chính trị, thứ mà các công ty Đài Loan khao khát và cảm thấy an tâm. Những yếu tố trên đã kết hợp để tạo ra môi trường thuận lợi để Đài Loan dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam, tạo lợi ích cho cả hai bên trong quá trình hợp tác kinh tế. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!